Cái này với bạn con không á? Chú chó Husky cáu kỉnh với những trò đùa vô tri của Sen. Sống với tụi Sen chơi nhây cỡ này, chắc anh chó Husky nhà ta áp lực lắm. Tuy to con nhưng anh chó tên Bắp này có một nỗi sợ đặc biệt với tiếng bọc ni lông nổ. Nhân cơ hội đó, bà chị này tận dụng nỗi sợ của ẻm để biến thành trò đùa. Nhìn thấy cái bọc trên tay bà chị là Bắp nhận ra có điềm rồi, nên xịt keo cứng nhắc. Ai dè chưa kịp phản ứng đã ăn ngay cú nổ vào mặt khiến cô cậu sợ tái mét. Rồi, tới công chuyện này. Sợ cái mọc, sợ gì không sợ, sợ cái mọc. Được đà, chị gái kia còn bóp nổ bọc ni lông thêm 2 lần nữa khiến Bắp nổi giận luôn. Cố lảng tránh mà bà chị trêu nhây quá trời. Những lúc thế này cu cậu chỉ có cách chạy ra mắt chị chủ để tìm sự bảo vệ. Trông nó loay hoay vừa trốn tránh cái bọc ni lông vừa la làng thể hiện sự tức giận mà thương dễ sợ. Làm gì mày đấy cơ Bắp? Mỗi lần gặp lại bị bà chị treo nhây là Bắp chỉ tìm tới chị chủ để trốn. Bà chị kia cầm cái bọc tiến lại gần là Bắp run cầm cập liền. Nghe tiếng nổ lần nào là nó giật bắn mình lần đấy. Dù chị chủ cố bảo vệ bằng cách bịt tai Bắp lại nhưng không đáng kể. Bị treo nhây là nó bày ra bộ mặt đáng thương khiến chị chủ cũng phải thấy tội nghiệp. Người ta bé bỏng cỡ đó mà cứ bị dí hoài. Sao? Ôi trời sợ hả? Sợ cái mọc hả? Trời ơi sợ ơi. Mấy đứa ơi mẹ quá à. Mình ra mình làm nhỏ vậy đó hả? Ôi bé bỏng quá, sợ cái bọc. Trời ơi, bé bỏng dữ rồi. Ừ. Quá trời đáng yêu à. Ngoài tiếng bọc ni lông nổ thì Bắp còn rất sợ tiếng ồn lớn giống như tiếng còi xe máy. Tuy rất thích đi chơi nhưng thấy chị chủ bóp còi là nó nhảy xuống luôn đi vào nhà. Cơ mà bị trêu một lần vẫn chưa đủ, nghe chị chủ gọi ra đi chơi và hứa không bóp còi nữa thì Bắp cũng vui vẻ chạy ra. Chơi nha, 1, 2, 3, bóp kẹt. What the fuck? Bóp kẹt là chạy rồi chứ. Lần này nó rút kinh nghiệm chọn ngồi phía sau để đề phòng tiếng còi dội vào tai. Ấy vậy mà vừa trèo được một nửa là chị chủ lại bóp còi phát nữa. Bị coi là trò đùa chắc Bắp giận lắm đây. Người ta sợ mà cứ lôi ra giỡn miết. Ồ, Lê Lê sao hả? Bóp kèm nữa nè. Kiếp nạn chưa dừng lại, ngay cả khi Bắp nằm yên vẫn bị chọc ghẹo như thường. Khi thì đang chuẩn bị ngủ đã ăn ngay bờ mông vào mặt, rồi nhiều lúc đã bị trêu nhây, rồi còn bị chê già thì thứ gì chịu nổi. Không chỉ con người mà hóa ra là chó cũng sợ già. Nghe tụi Sen chê mình già là Bắp nổi đó liền, càng cãi lại thì tụi nó càng cười lớn hơn. Sau cùng không biết trút giận vào đâu, lại đúng lúc anh Lựu đi ngang qua nên nó giận cá chém thớt, trút giận lên anh Lựu vô tội. Ê, mình nói nó già. Ê, Bắp già. Bởi ngày nào cũng trở thành tâm điểm của mọi trò trêu nhây nên Bắp luôn trong trạng thái khó ở. Bắp đang chơi vui vẻ một mình mà chỉ cần nghe thấy tiếng cười của chị chủ hoặc bị nhìn chằm chằm là biết có điềm rồi. Bởi thế cứ bật sẵn chế độ nhe răng đề phòng trước cho lành. Muốn chơi yên ổn thì chỉ có chơi một mình thôi. Dính tới tụi Sen này là bất ổn liền. Nhìn con kìa. Nhìn con kìa.